Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Gấu muốn thử một số món ăn đường phố của Hàn Quốc. Gấu đã nhờ một người bạn là người Hàn Quốc order cho Gấu 4 món là món những cái món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc, cũng là trực tiếp từ người Hàn Quốc nấu luôn. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thử nha. Thì bây giờ bốn món mà mình order mình đã bày ra đây rồi. Thì đầu tiên thì là kimbap. Kimbap thì là gồm có trong biển, cơm trắng, trứng, thanh cua, củ cải vàng, dưa leo, với lại thịt heo đó. Món thứ hai là chicken. Món thứ hai là chicken thì hình như là chiên lên đó, nhìn ngon nhưng mà chưa bao giờ thử. Món thứ ba là sundae. Cái này giống như là bún với lại dồi heo. Còn đây là gan, cũng chưa bao giờ thử. Cái này là tteokbokki mà nóng lắm. Đau quá. Bây giờ Nhi sẽ ăn tteokbokki nha. Ngon quá. Cái này là chả cá đó. Nhi muốn ăn thử cái này, kimbap đó, với lại cái sốt này. Cái sốt này rất là ngon. Bây giờ Gấu sẽ ăn thử cái này. Cái này giống như là bún. Mới ăn sundae với lại muối ớt đó, nhưng mà Gấu không thích lắm. Thì bây giờ Gấu sẽ thử ăn với lại sốt của tteokbokki, tại vì đối với người Hàn Quốc người ta rất thích sốt của tteokbokki nên Gấu sẽ ăn thử. Ngon hơn lúc nãy, mà mình ăn giống như cảm giác là mình ăn bánh gạo của tteokbokki. Còn cái này là gan đó, gan thì chấm cái này. Gan thì cái này ngon.
Cái này là thịt kim. Thịt kim. Cái này là thịt kim, ở ngoài là chiên. Cũng giống như là kim bắp, nhưng mà ở trong của thịt kim là bún. Mình sẽ ăn thử nha. Mà mình ăn với cái này nha, tại vì sốt của tteokbokki ngon lắm. Rồi cái này với cái này là giống nhau, nhưng mà nếu mà thích nhất thì mình chỉ thích món kim bắp với lại tteokbokki. Có trứng nữa nè. Kêu quá. Cho mặt tình. Korea. If I compare Vietnamese dong, not very cheap. Normally, when we eat kimbap, this one is the best one. Because this is the end of kimbap, right? This one have a more inside. Too big for you. And sometimes we put ramen here in tteokbokki, make tteokbokki. Ramen plus tteokbokki. Tteokbokki. No tteokbokki. This is a tteokbokki. This latok, Sri language. Very, very good. Hàn good. Okay. Huh? Hàn. Good. Long time I didn't eat this. Now I eat this. I feel dusty. In Korea, almost everybody. Not almost. Most of people don't like to take them like this. They want to put in a tteokbokki mix and then call bombok. Tteokbokki bombok. Tteokbokki bombok. Ah, tteokbokki and tteokbokki. Yeah, it's better.
Gấu với bạn gấu đã ăn gần hết rồi, nhưng mà thực ra thì với số đồ ăn này thì hai người không thể ăn hết đồ, nên là gấu quyết định là mình sẽ giữ cái này cho buổi tối ngày hôm nay nữa. Video về ăn đồ ăn Hàn Quốc của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp mấy bạn vào video tiếp theo nha. Xin chào.